từ của tủ ATS mình sẽ đấu vào trực tiếp với lại máy phát điện. Đây là dây tín hiệu. Đây là dây tín hiệu. 4 dây tín hiệu của 4 dây. Đấy, 4 dây. Còn 1 dây này nữa thì mình sẽ đấu vào với lại dây tổng của nhà mình. Sẽ nối vào nhà mình. Thì trên đây là đầu này là đầu âm, đầu này là đầu dương. Dương. À dương, đây là dương, đây là âm. Thì dây này là sẽ từ từ điện lưới ngoài vào đúng không? Từ cột điện vào. Còn cái này là đầu ra của máy. Tải của điện lưới. Tải của điện. Cái này cắm dây vào đây đúng không? Vâng. Hai dây dây lửa. Dây lửa nha má. Đây là đầu ra. Đây ký hiệu này, DL là điện lưới này. Đây là máy phát. Và B máy phát. Có điện, điện lưới, điện máy phát. Đúng rồi. Còn tải dùng nhà mình đấu vào khu này. Đấy. Còn những bây giờ đang có điện lưới thì là con này đóng số là đang có điện lưới. Đang điện lưới, đang đóng điện lưới. Đèn điện lưới, đèn tải, đèn máy phát này. Khi mất điện lưới. Mất điện lưới. Giây đấy, tôi chạy không tải, mới tắt được, không tắt ngay.